trái lên trước, dọc hông dọc hông cúi người thẳng lưng, hai tay về trước, tay tay lên trên, tay lên trên, tay lên trên, tay lên trên. Rồi ngẩng đầu lên mắt nhìn thầy thì rồi chúng ta thực hiện lăn tay thả lỏng vai, lăn tay luôn xuyên liên tục thả lỏng vai, vươn tay cao, bắt đầu vươn tay cao, vươn tay lên trên cao, vươn tay cao thả lỏng vai ra, thả lỏng vai, vươn tay cao lên, thôi thôi quan sát lại động tác của thầy, thả lỏng vai, vươn tay lên cao, thả lỏng hết vai, vươn tay hết tiết lên cao, thả lỏng vai, chuẩn bị bắt đầu vươn tay lên cao, thả lỏng vai ra, thôi ngồi xuống, chấm tay sau với chân lên trước, chống đều hai tay nhé, chống đều tay hai mũi chân hướng vào nhau, hai con chân đánh thẳng, bàn chân ở tư thế duỗi, quan sát động tác giày nhá. Hiện tại chân ta đang ở tư thế thẳng, thẳng chân với đùi tạo thành góc 180 độ. Khi chúng ta thực hiện lăng chân của bơi trường sấp thì góc độ giữa cẳng chân này với đùi tạo thành một góc khoảng 160 độ. Chân chúng ta thực hiện giống như động tác vút roi, gấp lại 160 độ, vút thẳng xuống thành 180 theo con đính, vút xuống thêm. Quan sát động tác này, thả lỏng, quan sát. Đấy, thả lỏng. Hai mũi chân hơi hướng vào nhau, thả lỏng. Thực hiện chân bơi chuyển sấp giống như động tác vút roi, lên thả lỏng lên, góc độ gấp cẳng chân này và đùi tạo thành góc 160, dùng lực vút xuống thành 180 độ, theo quán tính vút xuống, quan sát lại động tác của mình. Thả lỏng chân. Các bạn chuẩn bị là người. Nâng chân lên. Bắt đầu. Hai mũi chân hướng vào nhau. Hai mũi chân hướng vào nhau, bắt đầu. Nhanh. Thôi. Chúng ta chú ý này, động tác của chân bơi trên sắt là động tác giống như động tác rút roi, chúng ta dùng lực hút mạnh xuống, hút mạnh xuống, hút mạnh xuống, hai mũi chân hướng vào nhau, hai con chân hơi tách ra, dùng lực thả lỏng, hút này, hút này, phát lực từ hông đùi cản chân với bàn chân. Chúng ta không dùng nguyên lực của cản chân như này, chúng ta dùng lực từ hông đùi đến cản chân với bàn chân nhé, phát lực từ hông. Chuẩn bị cả người, nâng chân, thẳng gối ra, tách hai con chân, bắt đầu phát lực từ hông, hông đùi cản chân, nhanh, thôi rồi, hai bạn đứng lên. Bây giờ chúng ta sẽ tập đến động tác quật tay với chuyển sấp. Chúng ta quan sát động tác này, đứng trái trước, góc hông cúi người thẳng lưng, quan sát, góc hông cúi người thẳng lưng, hai tay về trước này, cố gắng tay với thân người tại anh đứng thẳng này nhá. Bây giờ chúng ta quan sát thầy làm đấy nhá, tay đang thả lỏng này, khép tay, gập cổ tay, ôm nước, kéo nước, đẩy tay qua hông, thẳng kiểu tay. Bắt đầu chúng ta rút nước, cao kiểu tay, cao hơn vai, cao hơn bàn tay. Dưới đây chúng ta thả lỏng hoàn toàn tay. Khi chúng ta đã rút nước rồi, sau đó chúng ta sẽ chuyển tay ra đằng trước, chuyển cả cánh tay đằng trước. Tay ngang tầm trái, dừng lại. Bắt đầu chúng ta sẽ ném tay ra đằng trước, vào nước. Ném tay đằng trước vào nước. Khép chặt tay, ôm nước này, ôm nước, kéo nước, đẩy. Rút kiểu tay cao, thả lỏng hoàn toàn tay. Chuyển tay lại trước, ném tay vào nước. Các bạn chuẩn bị bước chân trái đi, đầu hông cúi người, hai tay về trước, khép ngón tay vào nhá, ôm nước, kéo, đấy, rút kiểu tay cao, thả lỏng vai ra, chuyển tay lại trước, ném tay vào nước, tiếp, ôm nước, kéo nước. Rồi tập tay phải 5 lần, bắt đầu. Tập
Xà lòng vai ra, vinh xà lòng vai. Xà lòng vai, dưới đây chúng ta thả lỏng cái tay xà lòng vai. 5 lần dừng lại. Rồi. Cái động tác bơi này chúng ta chỉ dùng lực lúc ôm này, kéo này, đẩy này. Một khi chúng ta rút nước, tay rời nước, thả lỏng hoàn toàn tay, tay thả lỏng. Nhất là cái bả vai thả lỏng, thả lỏng tay, thả lỏng tay. Chuẩn bị chúng ta chuyển sang tay trái. Bước bước đôi chân lên. Chuẩn bị. Tay này phải trước là gập không? Tay trái, bắt đầu. Ôm nước, khép chặt tay vào. Ôm, kéo, đẩy. Rút chuyển tay thả lỏng vai, thả lỏng hoàn toàn. Chuyển tay vào nước, vào, thả lỏng, bắt đầu. Tay này, tay chưa có nâng cao được tay, từ tay của Linh phải nâng cao lên, nâng cao lên bả vai, nâng bàn tay, to thả lỏng hoàn toàn ra, chuyển tay ra đằng trước này, ném dài tay ra vào nữa. Linh nhớ là phải thả lỏng tay và nâng cao cổ tay lên. Bên trái trước cầm vòng cúi người hai tay về trước. Chúng ta sẽ thực hiện mỗi một tay 5 lần, một tay phải, một tay trái, hai tay phải, hai tay trái, mỗi tay 5 lần, bắt đầu. Một phải, một trái, thả lỏng vai, hai phải, thả lỏng vai, hai trái, ba phải, ba trái, thả lỏng vai ra, thả lỏng hoàn toàn vai ra, bốn, năm, rồi, ngả người thẳng lưng, nâng chân lên mặt nước, thả lỏng chân lên nhé, hai mũi chân đều hướng vào nhau, hai gót chân tách, chân thả lỏng tự nhiên. Linh ngồi luôn ra ngoài thành để một chút sát ra ngoài thành để lên chân. Chúng ta nhớ là khi thực hiện động tác chân bơi giải là hai mũi chân này sát vào nhau này, hai gót chân tách ra, thả lỏng cổ chân, bàn chân nửa tư thế duỗi. Chúng ta thực hiện lăng chân như vậy, bắt đầu bàn chân dưới mặt nước thả xuống, lăng chân luôn phiên liên tục để tăng lưng trên lên được, thả lỏng cổ chân, thả lỏng cổ chân, hai mũi chân hướng vào nhau, bàn chân trên mặt nước. Vẫn động tác này chúng ta thực hiện năm nhiều lần, thả lỏng cổ chân, thả lỏng chân, phát lực từ hông, phát lực từ hông, đùi, cẳng chân, bàn chân, phát lực từ hông, đùi, cẳng chân, bàn chân, chân. Rồi hai bạn xuống nước, xuống nước, vẫn là thành bể đúng không? Tì tay thành bể đó. Đứng sát vào trong, sát vào thành này. Quỳ gối, quỳ gối, bật lên, nằm đi thành này. Đưa tay này trước, nâng chân lên mặt nước. Chân vừa lên mặt nước nhá. Vẫn tách hai gót chân, hai mũi bàn chân hướng với nhau, bàn chân vừa trên mặt nước. Khi chúng ta thực hiện lăng chân, bàn chân vừa lên mặt nước, vút xuống giống như động tác vút coi, thả lỏng cổ chân. Chuẩn bị, bắt đầu. Thả lỏng chân, rút xuống giống như động tác rút con nhá. Hơi gấp cẳng chân. Rồi. Góc độ giữa cẳng chân này và đùi tạo thành góc khoảng 160 độ. Mình thực hiện lại, bắt đầu. Thực hiện lăng chân, giữ bàn chân đi nhá, giữ bàn chân, thực hiện lăng chân. Các bạn đeo kính rồi, đeo kính. Đưa hai tập sang bờ bên kia nhá, đưa hai tay ra đằng trước. Hít hơi, mí mồm, mí thở, úp mặt xuống, lăng chân. Chân, úp lại xuống, úp lại xuống.
chân này thực hiện này, dùng lực phát lực từ hông này, đùi này, cẳng chân này, bàn chân, dùng lực vút xuống lên thả lỏng tự nhiên, bàn chân ở tư thế duỗi, dùng lực vút mạnh xuống giống như đang vút roi lên thả lỏng tự nhiên. Chúng ta chuẩn bị làm lần thứ hai. Đến giữa bảy chúng ta hết hơi, có thể quạt tay ếch ngửa đầu lên, thoáng một hít hơi, đưa tay ra trước, chân luôn phiên liên tục, đưa tay ra trước, hít hơi, ngồi thở, úp mặt, bắt đầu. Trái trước chân phải sau gặp hông cúi người, úp mặt xuống nước, quạt tay 3 lần. 1 2 3. Thầy phân tích động tác tay. Tay chúng ta để trên mặt nước, khép các ngón tay lại, hơi gập cổ tay gọi là động tác ôm nước, hơi gập cổ tay ôm nước. Tiếp theo đến động tác kéo nước. Động tác tiếp theo là đẩy nước, đẩy tay qua hông, thẳng chiều tay, lòng bàn tay hướng ra sau, chúng ta đẩy nước ra sau, có thể tiến ra trước. Đến động tác rút nước, chúng ta sẽ rút cao chiều tay, bàn tay rời nước, thả lỏng tự nhiên, các ngón tay thả lỏng tự nhiên. Chúng ta rút nước xong, tức là chiều tay, bàn tay rời nước, chúng ta chuyển tay ra trước, chuyển chiều tay ra, tức là cả cánh tay ra đến tầm trán. Bắt đầu chúng ta ném dài tay vào nước, sau khép ngón tay, gập cổ tay, ôm nước, kéo nước, đẩy, rút. Chuyển ra chán, tay vào nước, ôm nước này, kéo, đẩy, rút nước, chuyển tay ra chán, tay ném dài vào nước. Bây giờ thầy sẽ thực hiện động tác một tay phải, 3 lần quạt tay, 1 lần thở. Tay chúng ta thực hiện, quạt tay qua cằm, qua đầu, nghiêng lên, mắt nhìn theo tay, áo mồm hít hơi, bí mồm, úp mặt xuống. Trong lúc chúng ta úp mặt xuống, chúng ta sẽ thở đều ra, thở đều hơi. Thầy thực hiện động tác 3 lần quạt tay, thở 1 lần. Hít hơi, tay qua đầu hít hơi, hít hơi, úp mặt. Chúng ta chỉ dùng lực kéo đẩy, rồi rút nước là động tác thả lỏng hoàn toàn, không dùng lực, thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng bả vai, các bả vai. Nâng cao kiểu tay này, kiểu tay nâng cao, bàn tay rời nước. Chuyển ra đằng trước này, nhấn dài tay ra. Bây giờ chúng ta quay sang bên này. Thì tay phải ở đây. Thì tay phải ở đây. Bước đằng trái đằng trước, bước một chân đằng trước. Rồi, tay trên mặt nước, gập người đó. Đeo kính đây. Đặt tay là kéo ngón tay lại. Kéo ngón tay, thầy đọc bắt đầu chúng ta làm người đấy. Hơi gập cổ tay, tức là động tác ôm nước, gập cổ tay và ôm nước. Kéo. Kéo, đẩy. Đẩy tay qua hông. Qua hông thẳng kiểu tay. Bây giờ thì động tác rút nước, rút kiểu tay cao. Rút kiểu tay cao. Rút kiểu tay cao. Dừng nguyên này, kiểu tay cao. Chuyển tay ra đến tầm trán, dừng đây. Ném tay dài vào nước, vào nước. Động tác cứ như vậy chúng ta thực hiện. Từ này 5 lần bắt đầu. 1 kéo đẩy, rút, ném tay dài ra. 2 chiều tay cao, ném dài tay. 3 đẩy, đẩy hết hông, rút chiều tay cao, ném dài. 4 chiều tay cao, ném dài tay ra, vươn dài tay ra. 5 xong rồi, rất tốt. Chúng ta quay đổi bên, chuyển tay. Chuẩn bị tập động tác tay phải nhá, gập cổ tay ôm nước, kéo nước, đẩy, đẩy tay qua hông, đẩy nước qua hông, rút kiểu tay cao, rút kiểu tay cao, kiểu tay cao hơn vai, cao bàn tay, cao hơn bàn tay nhá. Chuyển tay ra đến chán, ném tay dài vào nước, bắt đầu làm lại. 1 nâng cao tay lên, thả lỏng vai ra. 2 động tác rút nước, thả lỏng vai nhá, thả lỏng vai hoàn toàn, thả lỏng vai hoàn toàn. 3 ném dài tay ra, dài tay ra. 4
5. Rồi. Rồi, dẫn lưng vào tường. Bây giờ với động tác này chúng ta sẽ thực hiện cả động tác chân nhá. Bây giờ chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện giữ cái tay trái này trước, thực hiện đập chân và lăn nguyên một tay phải. Nín thở, lăn một tay phải, nín thở. Nín thở. Nín thở, tập nín thở nhá. Lăn một tay phải 5 lần nhá. Chân cứ luôn phiên liên tục, luôn phiên liên tục. Giữ nguyên tay trái trước, thực hiện tay phải 5 lần vào tay. 1. Lên thả lỏng tự nhiên 2. 3. Chân đập tự nhiên nhá. Tự lưng vào tường. Linh giữ nguyên này, quan sát mình làm nhá. Mình sẽ thực hiện động tác quạt tay, một tay phải quạt một tay phải, tay trái giữ nguyên nhá, chân đập luôn phiên liên tục. Bắt đầu thả một hít thôi. Chân, tay. 1. Tay trái tay phải giữ nguyên. Linh chuẩn bị. Bây giờ chúng ta tập nguyên tay phải nha. Chân đập luôn phiên liên tục. Bắt đầu hít hơi, bắt đầu. Một tay. Hai tay. Ba tay. Sẽ tập tay trái. Mình tiếp tục mỗi tay một lần đi. Một lượt đi tay phải, một lượt về tay trái. 3 lần tay. Linh vừa chuyển tay trái bắt đầu. Bây giờ chúng ta thực hiện hai tay phải, hai tay trái, tức là quạt một tay phải đến tay trái, lại tiếp tục tay trái, tay phải dừng lại, tiếp tục tay trái. 1. Bây giờ chúng ta đến 2. 2. Và đến 2 tay trái. Dừng lại. Chân vẫn luôn phiên liên tục. Hai tay phải, hai tay trái. Một phải. Một trái. Hai phải. Hai sáng, chân đập tích cực nhá. Tức là chuẩn bị, bắt đầu. Tay đang nằm trên mặt nước này, chúng ta úp mặt xuống mặt nước, chúng ta thở ra, quạt tay qua đầu, bắt đầu nghiêng đầu, mắt nhìn theo tay và há mồm hít hơi, tay qua đầu lại úp mặt xuống lại thở ra. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát thầy thực hiện động tác một tay phải, một tay trái, đến hai tay là chúng ta sẽ thở. Quạt tay qua đầu, nghiêng đầu, mắt nhìn theo tay, nghiêng đầu, mắt nhìn tay, hất cằm lên, mắt nhìn theo tay, áo mũi hít hơi, đưa tay lên, úp mặt xuống, thở, lại 2, quay lại 1, 2, tức là chúng ta sẽ thực hiện 4 lần quạt tay, 1 lần thở, 2 tay phải, 2 tay trái, quan sát thầy làm các quạt tay. Úp mặt xuống, thở đều ra. Hít hơi, mắt nhìn theo tay. Áo mồm hít hơi, chuyển tay dài ra. Úp mặt xuống.
chúng ta đã thực hiện 4 lần tay 1 lần thở, hai tay phải, hai tay trái. Mình quan sát, mình thực hiện trước. Đầu tiên chưa thở cũng mặt xuống quật, một tay phải, một tay trái, hai tay phải chúng ta đã thở. Bắt đầu hít hơi không ạ? Một, một, hai thở, thở, hít hơi. Một, một, hai, hít hơi. Một tay trái hít hơi, hai tay phải thở, hai tay trái. Cứ như vậy chúng ta sẽ thực hiện 4 lần tay thở 1 lần. Một, hai, hai thở. Rồi, anh chưa thở, một tay trái chưa thở này. Đến động tác thứ hai này, chúng ta sẽ nghiêng, nghiêng cằm, mắt nhìn theo tay, há mồm hít hơi. Có tay qua đầu, mình há mồm hít hơi nhá. Đưa tay này trước, cúi mặt, chuẩn bị. Mình cầm nghiêng, hít hơi, cúi mặt. Một, một trái, hai phải, hít hơi. Quạt tay thở chúng ta chú ý động tác quạt tay qua đầu, quạt cẳng tay qua cẳng chúng ta mới được nghiêng người, nghiêng đầu hít hơi, mắt nhìn theo tay. Khi tay chúng ta đang ở trước mặt chúng ta không được nghiêng đầu. Quạt tay qua đầu, bắt đầu chúng ta nghiêng nghiêng đầu, hết cảm lên mắt nhìn theo tay, há mồm hít hơi, hít hơi chuyển tay ra trước, mí mồm úp mặt xuống, thở đều. Với động tác này chúng ta sẽ tập một lần đi. Đến kia xong chúng ta sẽ quay về. Các bạn chuẩn bị. Bắt đầu. Tay ở tư thế đối nghịch nhau, khi tay phải lên thì tay trái xuống, thực hiện luân phiên liên tục, luân phiên liên tục. Hai tay luôn ở tư thế đối nghịch nhau nhé, không chờ nhau như này. Ví dụ lần trước chúng ta đang tập hai tay chờ nhau, tay trái đang chờ ở trước, tay phải tới đây thì tay trái mới được quạt. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện hoàn thiện kỹ thuật bằng động tác quạt tay, hai tay luân phiên liên tục, hai tay đối nghịch nhau. Bắt đầu tay phải này. Động tác rút nước tay phải thì tay trái bắt đầu kéo nước xuống, tay phải lên. Tay phải kéo nước, tay trái lên. Tay chúng ta thả lỏng, khi chúng ta rút nước thả lỏng vào vai hoàn toàn, ném dài tay ra trước. Thả lỏng tay, thả lỏng tay.
kéo tay phải thì tay trái lên trên. Linh quan sát mình bắt đầu. Thực hiện hai tay liên, luôn phiên liên tục nhé. Chân đập tích cực thả lỏng và chân bắt đầu. Chúng ta đã hoàn thiện kỹ thuật bơi trường sấp. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện luyện tập nhiều, chỉnh sửa kỹ thuật, nâng cao thể lực và kéo dài cự ly bơi. Sai lầm thường mắc của đường sắt đặt chân trường sấp và cách sửa. Khi chúng ta đập chân trường sấp, bàn chân chúng ta ở tư thế co, tức là chúng ta đã thực hiện đập chân kiểu chân bàn thuốc. Chân chúng ta như thế sẽ không tiến, có thể tiến hàng trước được. Mình sẽ thực hiện đập chân. Đây là bàn chân ở tư thế co, tư thế bàn chân co rồi sau quay, thực hiện động tác quay này. Bây giờ mình sẽ sửa động tác đập chân kiểu chân bàn cuốc, bàn chân ở tư thế hợp này bằng cách chúng ta sẽ duỗi bàn chân ở tư thế lỏng ra, bàn chân đặt chân luôn ở tư thế duỗi cổ chân, duỗi cổ chân, bàn chân luôn duỗi ra và thả lỏng, thực hiện lực từ hông bồi cẳng chân, bàn chân thực hiện duỗi mạnh xuống lên thả lỏng, duỗi cổ chân duỗi mạnh xuống. Mình chuẩn bị bắt đầu. Thank you.
sửa sai động tác đập chân của bơi chuyển sức.